Thưa quý vị, thưa các bạn, từ xưa đến nay thì mâm quả ngày cưới là thứ không thể thiếu trong buổi đám cưới, đúng không Quang Duy? Dạ đúng rồi đó cô Vi, bởi nó có ý nghĩa rất lớn trong lễ cưới, cầu chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, rồi cuộc sống luôn đủ đầy. Gia đình có đám cưới phải nhờ đến những người khéo tay và am hiểu về phong tục cưới hỏi, thường là những người lớn tuổi, để có thể trang trí, sắp xếp một mâm quả cưới vừa đẹp mắt lại vừa đúng phong tục. Nhưng mà vấn đề này thì Quang Duy cũng như là quý khán giả sẽ không phải bận tâm nhiều nữa, bởi vì hiện nay đã có những dịch vụ mâm quà cưới theo cầu, và tại phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, dịch vụ mâm quà cưới của bà La Kim Ngọc cũng đang được nhiều người biết đến. Theo đoàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đến thăm cơ sở, bà Ngọc khá tất bật để kịp hoàn thành mâm quà cho một đám cưới. Ngày xưa thì chưa có làm cái này, thì thấy theo nhu cầu thì có theo bà dì làm trang trí ở nhà vậy đó, trang trí tiệc. Thì sau đó thì từ từ cái mình học hỏi rồi rút kinh nghiệm rồi mình làm, tự làm. Mỗi mâm có giá từ 700 đến 800 ngàn đồng. Tùy theo vùng miền, số lượng mâm khác nhau, cách sắp xếp cũng có điểm đặc trưng khác biệt riêng. Với tâm niệm để ngày vui của khách hàng trọn vẹn viên mãn, mỗi khách hàng bà đều tư vấn tận tình. Đồng thời mỗi mâm quả cũng được chú trọng tỉ mỉ từng công đoạn, để những mâm trái cây rồng phụng, tháp trầu cau tươi xanh trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động. Mâm bánh của cô Ngọc làm đẹp lắm, mà đầy đủ tất cả những cái nhu cầu của cái lễ cưới, lễ hỏi của người miền Nam mình. Gắn bó với nghề gần 10 năm, cùng với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nghiệp trong việc giới thiệu quảng bá, nên dịch vụ cưới của bà Ngọc ngày càng được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi tháng bà nhận làm khoảng 100 mâm quả cưới, riêng những tháng cao điểm có ngày lên đến hàng chục mâm quả. Ngoài ra bà còn nhận làm bánh phu thê cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới, tiệm bán trái cây, in thiệp cưới trên địa bàn thành phố. Những lúc nhiều hàng thì mình phải nhờ thêm chị em để mà tiếp. Rồi những cái mặt hàng ví dụ như bánh, rượu, trà, những cái mặt hàng khô như vậy thì mình sẽ làm trước. Rồi đến ngày mà mình giao hàng cho người ta thì mình sẽ làm trầu cau, rồi trái cây, bánh phu thê. Đó là mình làm tận ngày để mình giao cho nó tươi, nó ngon. Đam mê và gắn bó với nghề như một cái duyên, không chỉ giúp bà Ngọc có cuộc sống ổn định mà còn góp phần gắn kết những niềm vui, mối lương duyên, làm đẹp cho đời.